Hi, welcome back to my channel, Stats Hero. Strangler, yeah, the seller. Okay, let's go. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả 8 cuốn sách. Các bạn sẽ phải vào từng căn phòng một, mở từng cánh cửa, sau đó thì sẽ tìm những quyển sách xem có không. Từ sách đầu tiên này, một chiếc chìa khóa. Tiếp tục vào. Quyển sách thứ hai. Thank you.
Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Alright, how do I get this to work? Who put this here? Oh my god. Oh Joey, my god. What were you doing? Okay. Và ở đây thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ đó là tìm 6 món đồ. Vậy tại mình đã tìm được món đồ đầu tiên. Tiếp theo đó các bạn sẽ đi đường này để tìm món đồ thứ hai. Let go. Món đồ thứ tư. Món đồ thứ năm. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. What about the salt? Okay, that's all of them. Dream contract. Imagine. Switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Thank you.
definitely come in handy. Thank you.